Nam mô A Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay là ngày an vị Phật và khánh thành thiền viện Hương Hải. Lẽ ra thì tôi phải giải thích về hai chữ Hương Hải và lễ khánh thành, nhưng mà tại vì tôi phát hứng có một vấn đề thấy nó vui vui, thành ra tôi phải nói riêng, không có nói về cái ý nghĩa khánh thành và cái tên thiền viện Hương Hải. Thành ra đề tài tôi nói chuyện với tăng ni và Phật tử hôm nay là hoa hay là rác. Quý vị nghe lạ, là hoa hay là rác. Tôi vừa rồi đi chơi buổi sáng có qua thiền viện nội viện ni ở Trúc Lâm, tôi thấy mấy cây hoa trà mi nở rộ thật đẹp. Rồi vài hôm sau tôi cũng đi qua thì cũng lại chỗ cây trà mi á, thì thấy nó rụng xuống đất đầy hết, mà mấy cái người dọn dẹp họ không chịu quét, cho nên quản chúng thấy cái rầy cái rác rến đầy hết mà sao chúng không chịu quét. Nhân đó mà tôi có đề tài này. Hôm qua còn ở trên cành ai cũng trầm trồ là hoa đẹp, nhưng mà vài hôm sau nó héo, nó rụng, rụng xuống đất, thì lúc đó không còn ai gọi là hoa nữa, mà nói nó là rác rưởi, rác rến, không có chịu dẹp sạch thì bị rầy. Khi như vậy thì hoa là hoa mãi hay là chỉ qua ít hôm rồi thành rác? Đó là một cái đề tài mà quý chị dị nghĩ kỹ rồi sẽ nghiệm thấy cái đạo lý thâm sâu. Rồi từ đó tôi mới nhớ lại cái bài kệ mà tôi nói khi mà động dừng ấm dứt thì ma ra đồng đó. Quý vị nhớ câu đó không? Thì thân chúng ta cũng vậy, khi còn đầy đủ hơi ấm, khi còn thở ra vào thì là người thân, người yêu, người quý của mình. Nhưng mà khi chút hơi thở cuối cùng hơi ấm tan dần thì lúc đó gọi là cái gì? Là người thân, người quý hay là thay ma? Cái gì đó. Thì quý vị thấy từ một cái hoa tươi tốt mình quý, mình khen, ít hôm sau thành ra một mớ rác rưởi mình ghét, không quét, bị rầy. Cũng vậy, từ một thân người đáng quý, đáng mến, mà chút hơi thở cuối cùng tất cả những cái hơi ấm trong người tan hết thì trở thành một thây ma. Dù cho thân quyến thương mến mấy, mà có ai dám để cái thây ma đó ở trong nhà 3-4 hôm không đậy, không gì lại,
thì quý vị có dám ở gần, có dám ngủ ở trong cái nhà đó không? Chừng đó cái con người quý mến của mình hôm trước bữa nay là cái gì mình gớm ghê, phải không? Có khác khi đó qua không? Đã qua trước còn tươi ở trên cành thì mình quý, ai mà hái cái thì la rầy, rồi mấy hôm sau nó rụng, nó rớt dưới đất, nó khô héo thì ai không quét mình cũng rầy, phải không? Cũng vậy, thân chúng ta khi khỏe mạnh vui tươi thì ai cũng mến, cũng quý. Nhưng mà mai kia tắt thở rồi, không còn hơi ấm nữa, chừng 5-10 tiếng đồng hồ thì thấy người ta hơi sợ từ từ rồi, phải không? Còn để 5-3 hôm thì thôi, không ai dám ngó. Như vậy thì có thua gì mấy cái đám rác rưởi mà do hoa cà mi nó rụng đó không? Nếu mà để chừng 5-3 hôm không có chịu dọn dẹp, không có chịu để vô trong quan tài đẩy kín thì thiên hạ sẽ nói sao? Họ rằng ri, họ ghê gớm. Đó là nói để cho quý vị thấy cái thân phận của con người, rồi cũng nhìn kỹ mới thấy tất cả sự vật ở thế gian này nó đều như thế hết. Chỉ có giá trị khi còn khỏe, còn mạnh, còn làm được công kia việc nọ. Một khi cùng rồi, hơi thở chút hết rồi thì nó không còn ra gì. Vậy mà khi sống còn nói năng đi lại thì chúng ta có chịu nhịn ai không? Có chịu thua ai không? Hay là ít nhiều gì cũng phải ráng mà cãi, cãi cho thắng, thắng để hơn người ta, hơn cho cuối cùng rồi thành một cái thây thúi, phải không? Giá trị ở chỗ nào? Bởi vậy khi thấy tới chỗ đó rồi, tôi mới nhớ lại cái bài kệ của Thiền sư Mãn Giác mà tôi đã nói hôm Tết rồi đó. Xuân khứ vách qua lạc, xuân đáo vách qua khai, sự trục nhãn tiền hóa, lão tùng đầu thượng lai. Chỉ 4 câu thôi thì quý vị thấy sao? Mùa xuân đến thì hoa nở, mùa xuân đi thì hoa tàn. Như vậy thì hoa nở rồi tàn, người sinh rồi tử, nó cũng giống như nhau. Như vậy thì từ các cái sự vật ở bên ngoài cho đến bản thân con người, nó đều phải chịu chung một cái quy luật nở rồi tàn, sanh rồi tử, không ai thoát được cái đó hết. Bởi vì chúng ta có mặt trên một quả địa cầu đương quay dùng dùng. Nếu quả địa cầu nó ngừng quay thì sẽ sao? Sẽ nổ tung. Thì con người chúng ta cũng vậy, sống trong cái động, nương với cái động mà sống, thì tự nhiên chúng ta cũng phải chung một cái luật quy thường vô thường. Quy luật vô thường không tha thứ ai, không chừa một người nào. Vậy mà có ai nhớ nó không? Hay là khi làm được việc này, được việc nọ, rồi hăng hái xông pha làm hoài mà không nhớ ngày mai mình ra sao? Đó. Như vậy thì chúng ta thấy 4 câu thơ của Thiền sư Mãn Giác: sự trục nhãn tiền quá, tức là trước mắt cái luật vô thường giống như một cái dòng nước, nó cứ chảy, nó cuốn hết tất cả cái gì có mặt trên thế gian đều bị cái dòng nước vô thường nó cuộn đi, không cho dừng ở một chỗ. Nhưng khi thấy mọi vật có bị vô thường chi phối rồi
nhìn lại con người chúng ta sao? Trên đầu đã bạc trắng, phải không? Thì đó là chúng ta cũng sẽ bị cái luật vô thường nó cuốn luôn, không tha thứ người nào. Như vậy trong bốn câu đó, quý vị cảm thấy bi quan quá, buồn quá. Sống trong cái dòng chảy của vô thường cuốn trôi tất cả muôn vật và cả con người, không tha một cái nào, không ai chối cãi được. Nhưng mà cũng may thay, còn có hai câu sau: mạc vị xuân tàn qua lạc tận, đình tiền tạc giả nhất chi mai. Chế bảo qua xuân tàn rồi qua rụng hết, trước sanh còn một cành mai. Thì như vậy tất cả loại qua nó bị thời gian xuân hạ thu đông làm cho yêu tàn, không còn. Chỉ có một cái hoa, cái hoa trái thời, trái mùa, trái tiết, nó vẫn còn nở rực vào tiết mùa đông. Như vậy cái câu đó làm cho chúng ta thấy nó thấm thía làm sao trong cái cảnh đời vô thường, từ muôn vật cho tới con người, không ai thoát khỏi cái luật vô thường hết. Thế mà vẫn còn có một cái đó không luật vô thường không chi phối được nó, mà nó vẫn đứng vững giữa cái dòng chảy của vô thường, đó là cành mai. Như vậy thì cành mai đó là cái gì? Quý vị thấy trong đạo Phật, nhìn đúng chân lý của muôn vật thì thấy rõ cái chân lý vô thường. Nhưng mà trong cái vô thường lại nhằm có cái chân thường mà mọi người không thấy. Ai ai cùng bị luật vô thường chi phối, mà không một người nào dám cưỡng lại, không một người nào chịu thoát ra, chỉ trôi theo một dòng cuốn của vô thường. Thì người xuất gia chúng ta là người chấp nhận bị cái dòng cuốn đó lôi đi hay là cưỡng lại, giống như hoa mai, cưỡng lại hay trôi đi? Đó là một vấn đề mà tôi thấy hết sức là thiết yếu. Nếu chúng ta cưỡng lại cái luật vô thường đó thì gọi chúng ta là gì? Là giải thoát sinh tử. Còn đi theo luật vô thường đó là trôi lăn trong sanh tử. Như vậy thì người đi tu, người xuất gia là người chấp nhận trôi lăn trong dòng sanh tử, hay là thoát phải giải thoát dòng sanh tử? Đó là một câu hỏi mà tất cả tăng ni và Phật tử chúng ta tu theo Phật phải thấm, phải hiểu câu đó. Như vậy thì chúng ta đều phải đưa tay đầu hàng của con quỷ vô thường, để nó dẫn đâu thì nó dẫn, hay là chúng ta phải đi ngược lại, phải thoát ra cái dòng tay của nó, để rồi nó sẽ bất lực với chúng ta. Nếu mà chúng ta quy thuận đầu hàng nó thì khỏi tu làm gì, thôi thì không tu cũng chết, mà tu cũng chết, thì thà là để chết ở ngoài cho sung sướng, thèm gì ăn ngon, muốn gì hưởng đủ, chứ đi tu làm chi mà ăn chay ăn lạc, chịu khổ chịu sở, mà rồi cũng bị nó dẫn đi, có hơn gì ai đâu, phải không? Đó là một vấn đề chúng ta phải thâm hiểu, phải thấu đáo nó, thì cái giá trị của người tu
nó mới là cao siêu. Còn nếu mà chúng ta cứ thả trôi, ai sao mình vậy, thì như vậy cái người tu không kém gì người thế tục. Như vậy thì chúng ta muốn tưởng lại cái vô thường đó, chúng ta phải làm sao, tìm ở đâu cho ra để cưỡng lại nó. Bây giờ quý vị có muốn làm hoa mai hay là muốn như tất cả cái hoa mùa xuân nở rồi thu thì tàn không? Muốn làm hoa mai mùa đông tuyết giá mà vẫn nở rực, muốn cái nào? Như vậy thì hoa mai là một cái hình ảnh đi ngược với cái dòng vô thường. Hoa mai là một cái hình ảnh thoát ra ngoài cái định luật vô thường. Thì cái thoát ra ngoài vô thường, chúng ta tìm ở đâu cho ra nó? Nó ở trên trời, trên mây, trên non, trên núi hả, ở đâu? Tìm đâu cho ra cái mà thoát khỏi vô thường đó? Bởi vì cái người tu mà nếu chúng ta không có thấm, không có thấu được cái lẽ này, thì nhiều khi tu để mà tu, chứ còn không biết thân phận mình mai kia rồi sẽ ra sao, không hơn không kém gì những người thế tục. Cho nên quý vị thấy mỗi đêm tôi chủ trương đều phải tụng Bát Nhã ba biến, rồi xả thiền phải tụng Bát Nhã nữa, để làm gì? Chỉ đây tôi nhắc lại chỉ ít đoạn trong Bát Nhã thôi, thì quý vị sẽ thấy Đức Phật chỉ cho mình một lối thoát, chỉ mình một con đường đi để không còn bị cái luật vô thường chi phối. Như vậy thì quý vị nhớ chỉ một câu thôi: Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ác. Một câu đó thôi thì có giải thoát được chưa? Bởi vì tất cả chúng ta sống trong vô minh. Vô minh là thế nào? Vô minh là thấy cái thân mình thiệt, rồi thấy cái tâm suy nghĩ, phân biệt, cảm thọ và tưởng tượng, đó là tâm mình thiệt. Thấy cái thân tứ đại là cái thân thiệt của mình. Thấy cái tâm sinh diệt, nghĩ suy, phân biệt là cái tâm thiệt của mình. Từ thấy hai cái đó cho là thật, nhà Phật gọi đó là vô minh. Và tự hỏi tất cả quý vị có mặt ở đây, có người nào không nói thân này là thiệt không? Có không? Ai cũng thấy thân này là thiệt, cho nên quý thân. Quý thân thì quý luôn những cái gì nó ưa, nó thích. Như vậy thì từ chấp thân thiệt, rồi chúng ta mới chạy theo cái đòi hỏi của nó, mà gom góp tất cả những cái vật chất mà nó thích. Rồi kế đó nữa, thì chúng ta có ai mà không cho rằng cái tôi hay suy nghĩ, cái tôi phân biệt, cái tôi có cảm xúc vân vân, cái đó là tâm tôi không? Chắc tâm người như một, đó là tâm của tôi. Tôi nghĩ thế này, tôi suy thế kia, tôi buồn, tôi thương, tôi giận, tôi ghét, tất cả cái đó là tôi hết trơn, nó là tôi. Thì như vậy con người chúng ta sống
quan trọng nhất chỉ có hai mặt, vật chất và tinh thần, hay là nói cách khác, thân và tâm. Thân thì chấp tứ đại này là thân thiệt, tâm thì chấp tất cả phân biệt hơn thua phải quấy tốt xấu là tâm mình thiệt. Rồi tự sống, tự mãn với bao nhiêu đó. Mà hai cái đó, quý vị nghĩ, nếu thân này là thiệt, thì chắc ông cố, ông sơ, rồi ông nội, ông ngoại chúng ta bây giờ cũng còn nguyên. Phải không? Vì thiệt mà đâu có mất. Nhưng mà nhìn kỹ lại coi, những người trước chúng ta có ai còn tới ngày nay không? Ai rồi cũng phải mất. Kẻ đi trước, người đi sau là một cái thân tạm bợ do tứ đại hòa hợp. Đủ duyên thì nó còn, thiếu duyên thì nó mất. Không có một người nào là thiệt. Trăm người, vạn người, cho đến ức triệu người, không có một người nào thoát ra cái chết. Như vậy, cái không thể giữ, không thể còn mãi mà chúng ta cho là thiệt, có đúng sự thật hay không? Nếu nói thân này là thiệt, thầy hỏi, cha anh còn không? Mẹ anh còn không? Ông nội anh còn không? Bà nội anh còn không? Vân vân. Hỏi một hồi thì sao? Những cái người trước đã mất hết trơn rồi, rồi mình cũng sắp mất nữa. Mà thiệt thiệt ở chỗ nào? Cái không thiệt mà tưởng là thiệt thì gọi đó là gì? Là vô minh đó. Cái mù tối, không có nhận chân được lẽ thật. Rồi kế đó, những cái tâm của mình, nào là suy nghĩ, tưởng tượng, được mất, hơn thua, phải quấy, cho đó là tâm mình. Nhưng mà khi ngồi lại nhìn coi những cái đó nó ở đâu, thì quý vị thấy nó chỗ nào không? Nó đương núp ẩn chỗ nào? Tìm lại nó mất hết trơn. Nó biến dạng, biến hình. Thì như vậy, nếu thiệt thì nó có chỗ ở. Nó ở núp nơi nào? Nó trú chỗ nào? Mà tìm lại thì không thấy một cái gì hết. Như vậy là thiệt không? Chẳng qua là bóng mà mình tưởng nó là thiệt, rồi theo nó tạo nghiệp, bị luân hồi sinh tử. Như vậy thì chấp thân thiệt, chấp tâm thiệt, đó là gốc của luân hồi sinh tử. Cho nên Đức Phật mới dạy Bồ Tát quán tự tại, quán sắc thọ tưởng hành thức là không. À, sắc tức là thân tứ đại, sắc quẩn là thân tứ đại, duyên hợp tạm bợ, duyên tan thì không còn. Tánh nó là không, duyên hợp tạm có một cách tạm, giả không thiệt, đó là thấy sắc quẩn. Rồi thọ tức là cảm giác của mình, mắt thấy sắc liền nhận đẹp xấu, đẹp cho mình thích, xấu mình không ưa, đó là cái thọ của con mắt. Tai nghe tiếng khen, tiếng chê, rồi vui buồn, đó là thọ ở lỗ tai. Rồi cho tới lưỡi, thân thân cũng vậy, những cái cảm giác đó mình ưa, mình không ưa, vân vân, thì đó là cái cảm giác của thọ, là thọ. Thì tất cả cái đó tự nó không có, đợi có cảnh duyên rồi thì chúng ta mới thấy, mới nhận ra. Như vậy thì thọ cũng là không thiệt, là tánh không. Rồi tưởng nhớ lại quá khứ, tưởng đến vị lai, vân vân, tất cả cái đó cũng là cái bóng không thiệt. Quá khứ thì đã qua, vị lai thì chưa đến. Hiện tại làm dòng sinh diệt thì nghĩ tưởng cái gì? Tưởng cũng là cái ảo tưởng thôi, không thiệt. Hành là suy tư, tức là mình suy gẫm, niệm này sinh, niệm kia diệt. Ví dụ chúng ta tính đi chợ, định mua cái thứ nhất là món đồ nào, hoặc là rau cải, rồi cái thứ hai là nước tương, thứ ba gì đó. Giờ nghĩ cái này, nghĩ kia, nghĩ nọ, luôn luôn
nó không có dừng, cho nên gọi là hành, là từng bước tiến, cho nên không có chặt dừng một chỗ, thì cái suy nghĩ cũng không phải là thiệt. Rồi thích phân biệt đẹp xấu, hơn thua phải quấy thì cũng là không thiệt. Như vậy thì thọ tưởng hành thức là bốn cái đó nó thuộc về tâm. Rồi sắc là thân, thân tâm chúng ta thấy bản tính nó là không, duyên hợp tạm có, hư ảo không thiệt, mà tất cả chúng ta thấy nó thiệt. Mà nếu thấy nó thiệt thì chúng ta sẽ làm sao? Sẽ khổ đau, phải bị luân hồi muôn kiếp. Cho nên bây giờ chỉ cần soi thấu sắc quẩn là thân, duyên hợp thư dối, thọ tưởng hành thức là tâm, suy gẫm hơn thua là cái bóng dáng duyên theo sáu trần, chứ không thiệt. Thấy hai cái đó đều không thiệt, tánh nó là không, tạm theo duyên mà hiện, có là giả có không thiệt. Biết thấu đáo cái điều đó rồi thì mọi khổ ác thế gian chúng ta qua hết, qua tất cả khổ ác. Thì quý vị tụng kinh hàng ngày có thấy được vậy không? Hay là tụng cho Phật nghe rồi có phước? Đó là một cái vấn đề tôi nhắc lại. Chúng ta tu là thâm nhập được lời Phật dạy, thấu đáo để mà hiểu, ứng dụng, chứ không phải chúng ta tụng cho Phật nghe. Phật dạy mình Ngài thuộc rồi thì mới dạy. Bây giờ đêm nào cũng lên tụng cho Phật nghe thì tội nghiệp ông Phật, ông ngồi chờ nghe hết bài kinh cũng mỏi mệt, phải không? Chúng ta phải hiểu lời Phật dạy như thế nào. Tụng là nhắc lại mình, nhớ câu đó, hiểu câu đó, ứng dụng cho đúng, thì đó là chúng ta biết tu. Chứ không phải tụng đến mở chân nhanh rồi cái không bổn phận, ra giải y cái thấy cái gì cũng thiệt bon hết trơn. Thành là thiệt, cái nghĩ suy thiệt, phải quấy thiệt, đủ thứ thiệt. Thì như vậy có xứng đáng là tụng Bát Nhã không? Đó là tôi nói một đoạn, chỉ một đoạn kinh đó là chỉ thấu đáo cho mình thân này là không thiệt, cái tâm mà mình chấp là tâm mình đó cũng là cái không thiệt. Như vậy phải làm sao đây để tìm ra cái thiệt? Chứ nếu tu mà chỉ là ở trong cái dòng lẫn quẩn giả dối hết thì có thoát được sinh tử đâu. Cho nên quý vị thấy trong đó Phật nói đáo để là pháp tứ đế, pháp 12 nhân duyên là cái pháp mà trong hàng nhị thừa cho là chân lý. Phật cũng nói không thiệt luôn. Bởi vì sao? Vì pháp là thuốc trị bệnh của chúng sinh. Chúng sinh có bệnh gì thì Phật nói cái pháp đó để trị, hay dùng thứ thuốc đó để trị. Thì thuốc trị bệnh, bệnh lành thì thuốc sao? Thuốc cũng bỏ. Như vậy thì thuốc và bệnh đều không thiệt. Nếu bệnh thiệt thì không lành, mà lành thì tức là bệnh không thiệt. Mà bệnh không thiệt thì thuốc cũng không thiệt luôn. Cho nên cả tứ đế thập nhị nhân duyên đều không thiệt. Vì vậy nó không vô minh, không vô minh diệt. Như vậy thì từ cái thân này lầm chấp sắc quẩn là thiệt thân, lầm chấp bốn cái quẩn khác họ tưởng hành thức là thiệt tâm rồi, thì từ đó chúng ta thành bệnh mê lầm. Rồi phá được cái mê lầm về thân về tâm thì chúng ta thấy khổ. Rồi cho tới tất cả pháp đối đãi thế gian và xuất thế gian còn là pháp đối đãi cũng là không thiệt. Như vậy thì làm sao tìm ra cái thiệt đây? Cái thiệt nó nằm ở chỗ nào? Quý vị thử thấy coi, ở đâu? Chỉ cái câu dĩ vô sở đắc cố đó. Vì không có sở đắc, không sở đắc tức là vì không thấy một pháp thiệt, cho nên Bồ Tát làm sao? Bồ Tát y Bát Nhã mà tiêu diệt hết những cái buồn phiền
những cái đau khổ, rồi đi tới tới chỗ nào? Niết bàn vô sanh. Như vậy thì cái gì giết tất cả pháp không thiệt? Cái gì giết tất cả pháp không thiệt? Là bát nhã. Bát nhã là kinh hay là gì? Là trí tuệ của chính mình soi thấy được cái lẽ thật đó. Cái trí tuệ đó là cái giúp cho mình tiêu diệt hết những cái nghĩ tưởng điên đảo. Nghĩ tưởng điên đảo hết thì được chú kính niết bàn. Như vậy thì quý vị mới thấy trong cái thân hư ảo, trong cái tâm giả dối vẫn còn có cái chân thật, biết hư ảo, biết giả dối. Và cái tâm đó gọi là trí tuệ bát nhã. Và từ cái trí tuệ đó chúng ta biết được nó, thì chúng ta sống với nó, thì tới chỗ vô sanh là niết bàn. Chẳng những riêng Bồ Tát thấy như vậy, và kể cả ba đời chư Phật cũng thấy như vậy. Thì như vậy mình đọc kinh Bát Nhã cảm thấy nó có cái mâu thuẫn. Trước thì không có cái gì thiệt hết, không có gì được hết, nhưng mà cuối cùng lại được một cái mà tất cả chúng ta quên, phải không? Thực ra nơi chúng ta đã sẵn cái trí tuệ Bát Nhã mà chúng ta không sử dụng, cũng như người chiến sĩ có sẵn cái kiếm bén mà giặt tới cái đưa tay trói, chứ không có dùng kiếm để mà chống cự. Chúng ta giờ cũng vậy đó, có trí tuệ Bát Nhã rất là bén nhạy, rất là siêu thoát, mà chúng ta để vào bên bị con quỷ vô thường tới cái thì đưa tay đầu hàng, rồi nó dẫn đi đã trong lục đạo luân hồi, phải không? Lên xuống cam chịu, chứ không có một cái gì chống cự nó. Như vậy thì người tu chúng ta phải sao? Tại sao phải tối nào cũng tụng Bát Nhã? Đó là để nhắc tới, nhắc lui, thấy cho tường tận cái lẽ thật đó. Mà thấy tường tận như vậy rồi thì chúng ta sẽ thoát được cái vô thường, cái hư ảo, giống như cành mai của thiền sư Mãn Giác vậy. Nghĩa là dù cho mùa đông tuyết giá mà nó cũng nở tươi tắn như thường, nó không sợ cái thời tiết đổi thay. Cũng như vậy, chúng ta có một cái chân thật là trí tuệ Bát Nhã, không dính, không kẹt với tất cả cái hư ảo, thì cái đó nó sẽ đưa chúng ta thoát ly tất cả sinh tử. Mọi cái gì mà thế gian bị vô thường chi phối đều là có hình thức, có biến động. Còn cái trí tuệ Bát Nhã khi đến chỗ cứu kính rồi thì nó không còn dính cái gì, không còn kẹt cái gì, thì đến đó gọi là thật tướng Bát Nhã, thì không cái gì hại nó được, không cái gì lôi kéo nó được. Thì như vậy tu mà được như vậy mới gọi là xứng đáng một đời tu. Tu như vậy mới quả là cái người tu cầu đạo giải thoát, cầu được giác ngộ. Chứ còn tu có hình có tướng, ngày này qua ngày nọ tụng kinh cho Phật nghe vân vân á, thì chắc không biết kiếp nào mà giải thoát sinh tử được. Như vậy thì quý vị nhớ cái đề tôi nói chưa, là hoa hay là trái, là con người dễ thương hay là cái thây ma, thấy không? Là hoa là rác nghe còn dễ chịu, mà thấy cái thứ hai là con người dễ thương hay là một thây ma. Hiểu như vậy, thấy tường tận như vậy thì trên đường tu chúng ta mới khỏi lầm lẫn, mới mong giải thoát sinh tử. Còn tôi thấy thật đa số tu đều quý cái thân tạm bợ như là vàng ngọc, rồi quý những lời khen, ghét những lời chê, ôi đủ thứ hết. Cho nên rồi phiền não, gặp nhau thì kể toàn phiền não không à. Đó là vì chúng ta tu mà không có thấu triệt được cái lý đạo,
rồi cứ ngỡ rằng chúng ta tu như vậy là hay rồi, là tốt rồi. Đâu phải ăn chay mà giải thoát, đâu phải tụng kinh nhiều là giải thoát, mà phải thấu đáo được cái lời Phật dạy, sống đúng như vậy thì mới giải thoát sinh tử được. Thì như vậy hôm nay nhân cái ngày lễ khánh thành của Thiền viện Hương Hải, có tăng ni đông đủ ở đây, tôi tùy hứng mà nói cho quý vị nghe rõ cái ý nghĩa người tu của chúng ta phải làm sao cho xứng đáng, không bao giờ hổ thẹn rằng chúng ta là kẻ đầu hàng của luật vô thường, mà chúng ta phải giải thoát cái vô thường. Đó là cái điều rất là thiết yếu. Chỉ mong tất cả quý vị nghe rồi ứng dụng. Thôi chắp tay hồi hướng với tôi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.